Ok, chào tất cả các em. À đến hẹn lại lên à, như đã nói mà mình sẽ ôn lại uh, với nhau thêm một đề nữa. À đây là đề số 3, đề ôn thi học kỳ 2 của tháng 9 nhá. Ok thì đề này nó cũng vậy thôi, nó ừ ok đề này uh, nó có giải phương trình và phương trình luôn nè. À rồi cũng có 3 ra 4, Rồi cũng có VS. Rồi cũng có 1 2 ba câu tự luận à, bạn sẽ nói ba câu về thực tế ba à, câu toán thực tế và một câu hình đó easy game oh, câu hình abc rồi cùng một với nhau nhá ừ. rồi đây bài một này giải phương trình với phương trình à, làm từ bên trái sang nhá câu ba 2 x bình trừ 7 cộng 3 bằng 0 à, thì đi giải delta cũng được chẳng sao hết delta delta bằng b bình trừ 4 ac B của mình là gì? B là chữ 7 nha. B là chữ 7 nè. Vậy là chữ 7 tất cả bình. Đúng không? Chữ 4. Nhân A. A là 2 nè. C là 3 nè. Rõ ràng chưa? Vậy là 2 nhân 3. À, 49 nè. Đúng không? 49. 4 nhân... Có uh, 28, 8, 8, 8, 3, 24, 24, vậy 25. Ừ. 25 lớn không mất tiêu rồi. Đúng chưa? À, vậy là phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt là x1 bằng chữ b cộng căn delta chia 2 a chữ b nghĩa là 7 nha à, chữ, tại vì b là 7 a xin lỗi b là chữ 7 b là chữ 7 thêm dấu trừ trước nữa là ra mất dấu trừ rồi 7 cộng căn delta căn delta là căn 25 đem chia cho 2 a A là bằng 2 nhá, A là bằng 2 nè. Vậy là 2A là 4 rồi, đúng rồi. Rồi. À, căn 25 là 5, 5 7 là 12, 12 chia 4 là 3. 3. Rồi, giữa thứ hai x bằng trừ b trừ căn delta chia 2a bằng à, 7 trừ căn 25 chia cho 4. 7 trừ 5 là còn 2, 2 chia 4 1/2. Ok. Bấm máy nè. Bấm máy lại để mà còn uh, yên tâm đúng không? Mình cần phải yên tâm là mình ngon lành. Ha? Làm câu nào chất câu đó, ngon lành câu đó. Đâu, 2 nè. Trừ -7 nè. 3 nè. 3 với 1/2 chính xác nhé, 3 với 1/2 ngon lành đấy, yên tâm làm tiếp. HS bằng 3 với 1/2. Rồi, ngon lành. Ok, qua câu B. Cậu B đi dài hệ phương trình ha, à, theo kiểu nào cũng được, thế hay là cộng lại số gì tùy. Ví dụ bài này đi thế chẳng hạn. À, thế x đi ha, à, x x bằng chuyển cái 3y này qua đây. 11 trừ 3y. Đúng chưa? Rồi. Rồi đi quăng 11 trừ 3y xuống dưới đây, xuống cái vị trí này nè, xuống vị trí của x á. Đúng chưa? Vậy là mình sẽ ra là 3 nhân cho 11 trừ 3y cộng với y bằng 9. Từ đó phán x bằng 11 trừ 3 y à, dưới nhân 3 vô 33 trừ 9 y cộng y bằng 9 từ đó phản x bằng 11 trừ 3 y y bằng mấy nhỉ à trừ 8 y nhỉ trừ 8 y đẩy 33 qua bên phải luôn đẩy qua đây thì được trừ bao nhiêu ta trừ 24 nha trừ 24 ok vậy là ra y rồi à, lấy trừ 24 chia trừ 8 là được 3 à rồi quăng cái con 3 lên trên đây. Đấy. Quăng 3 lên đây. Thì là 9 rồi. 11 trừ 9. Còn 2. X bằng 2. Đấy. Lại bấm nghiệm lại cho chắc cú nè. Bấm hệ phương trình. 1 này. 3 này. 11 này. 3 này. 1 này. 9 này bập bập đấy x bằng 2 nhá, ngon lành x bằng hai nha. Bằng ấy y bằng 3 nhá, ngon lành y bằng 3. Đấy. Ngon lành. Ừ, làm câu nào là trúng của đó, ngon lành của đó. Vậy là à, S nó sẽ bằng là 23, đúng không? 23 nha. Nhớ cái ngoặc này là ngoặc tròn nha mấy đứa nha. Đó, đó, là tập uh, tập nghiệm của hệ phương trình phải là ngoặc tròn tại vì đó là bộ số kiểu như hoàn độ tung độ á. Ừ. Còn cái ngoặc bên đây nè, cái ngoặc bên đây là tập nghiệm của phương trình cho nên là ngoặc nhọn. Ok chưa? Đây ngoặc nhọn nha, khác nhau nhá. Đó, xong, easy game chưa? Cô C. Cô C. Cô C cho 5x mũ 4 cộng 3x bình bằng 2. Ô đây là phương trình trùng phương rồi. Đây là phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương là cái phương trình nó chỉ có bậc 4 đại bậc bố nè ra 54 bậc 2 à, 3 bình bật bậc không phải xuất tự do hai à. tất nhiên mình sẽ chuyển 2 qua bên bên trái từ đó phán là 5x mũ 4 này cộng 3x bình này Trừ 2 bằng 0 à, gặp phương trên trùng Phương mình sẽ đặt t là bằng x bình okay. à, đặt t là ít bình đặt t bằng x bình. Tất nhiên tại vì đây là mũ chẵn nha. Mũ bình phương là mũ chẵn nha. Cho nên mình phải có điều kiện t lớn bằng không Đừng quên cái này. Đừng quên cái này. Quên cái này là dễ toàn lắm. Ừ, đừng quên cái này. Rồi, đi thẻ ngược lên. Thì cái mũ 4 này nè, x mũ 4 này chính là x bình tất cả bình. Đấy, thì cái cục này chính là t gì nữa, đúng không? x bình thì chính là t. À, vậy chỗ đó sẽ trở thành là 5t bình, đúng không? Tương tự như vậy, cộng 3t Trừ 2 bằng 0. Ok. Thằng này thì uh, nghiệm hơi bị đẹp đấy. À, mình, mình, thằng này đi giải uh, phương trình bậc 2. À, mình có một cách bấm, uh, bấm máy phương trình bậc 2 nhá. À, đi giải đi dễ hơn. À, đầu tiên bấm máy trước nha. Đầu tiên bấm máy trước nè. 5 nè. 3 nè. Trừ 2 nè. Bập bập. Rồi, 2 phần 5 với lại trừ 1. Đấy, 2 nghiệm nha. X1 bằng 2 phần 5. X2 bằng trừ 1. Rồi, thì nhớ hai nghiệm đó. x1 bằng 2 phần 5 với lại trừ 1. À, mình sẽ lấy ảnh t. Ừ, ảnh t trừ nghiệm thì rõ ràng trừ 2 phần 5 nè, trừ 2 phần 5. Một đứa. Rồi tiếp tục nhân với ảnh t luôn. Trừ cho nghiệm còn lại thì trừ cho trừ 1. Đó chính là cộng 1. Đúng không? Nhưng nhớ đấy Nhân ở bên ngoài với hệ số bậc 2 Hệ số bậc 2 là bao nhiêu? là năm à, đừng quên con năm đó đấy ok đó là cách tách cách tách bằng máy tính được không nha à, nhóm lại một lần nữa nè nếu mà phương trình chả đi đâu giờ phương trình gì đây nhá góc góc trái nè phương trình bậc 2. có hai nghiệm hai nghiệm x 1 x 2, nghiệp. 2 nghiệp. X1, đây thì mình có thể đi phân tích à, đi phân tích cái phương trình nó ra là à lấy ẩn x trừ cho nghiệm thứ nhất nhân với ẩn x trừ cho nghiệm thứ hai xong rồi nhân với hệ số bậc hai là con e ở ngoài đó là cách phân tích theo máy tính ok à sau khi phân tích được như vậy thì rõ ràng đây là phương trình tích rồi nha à, vậy là mình sẽ có t trừ hai phần năm bằng không hoặc là t bằng à t cộng một bằng không đúng chưa vậy là mình tìm được t rồi t bằng 2 phần 5 hoặc ta bằng chiều 1 đồng ý không? Và theo cái điều kiện một xanh lè trên đây nè T cần phải lớn hơn hoặc bằng 0 cho nên 2 phần 5 này nhận vô Đấy. còn T bằng chiều 1 âm bố rồi cút ngay lập tức loại Đấy, ok chưa khi mà ra T bằng 2 phần 5 rồi đấy thì mình sẽ đi thế hồi nãy đặt T là là x bình đây trên đây đặt tay x bình hãy à, thế x bình xuống từ đó phán x bình bằng 2 phần 5 từ đó mình sẽ căn hai vế xuống và nhớ ra hai giá trị âm dương tại vì đó là mũ chẵn bình phương ok x nó sẽ bằng cộng trừ hãy à, căn của 2 phần 5 à bởi mấy đứa gọi là bấm máy bấm máy căn 2 phần 5 đừng để căn 2 phần 5 nha không được đâu căn nè à? 2 phần 5 thì ra là căn 10 phần 5 ok cộng trừ căn 10 phần 5 ổn áp chưa à cái chỗ này là cái chỗ mấy đứa hình rất rất hay quên luôn nha đầu chỗ nào thứ nhất là cái, 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 như đã nói là cái điều kiện này à, t lớn bằng không là một nè thứ hai nhận loại là 22 nè không à, có ghi điều kiện đã đời xong không nhận loại luôn đấy những chỗ hay quên thứ ba là gì khi căn hai vế xuống không thèm ghi cộng trừ à, nhớ tại vì đây là mũ chẵn À, cho nên nhớ ghi cộng trừ ra hai giá trị âm dương. Đó, ở lại lại bấm Lỡ máy lại. Bấm máy phương trình bậc 4 cho nó cắt. Đúng không? Menu 9 nè, 2 nè. 4 nè, à, phương trình đa thức bậc mấy nè, 4. Rồi 5 nè, bậc 4 là 5 nè, bậc 3 không có nha, bậc 3 ở đây không có nha. Thì là hệ số 0, sợ gì? Bậc 2 hệ số là 3 nè, đúng chưa? Bậc nhất không có nha, ở đây không có x gì hết nha là không nè rồi trừ 2, chuyển sang bên trái là trừ hai là đây trừ 2, bập bập đấy căn 10 phần 5. đây căn 10 phần 5 một đứa tiếp trừ căn 10 phần năm trừ căn 10 phần 5. ok bằng đấy nó là chữ y này là vô nghiệm nha chữ y là không phải nghiệm đâu ok nha y cũng vậy nè đấy trừ y cũng vậy thôi à vậy là chỉ có hai nghiệm thôi quá ngon s bằng cộng trừ căn 15 à 10 phần 5 xong ok Ừ. Đấy, ba đứa một đứa giải phương trình bậc 2 easy bình thường một đứa giải hệ phương trình và một đứa là phương trình trùng phương cần phải đặt t rồi bài hai luôn vẽ vs nào vào vẽ vô phát nào à đầu tiên đi vẽ cái bảng giá trị trước nha x nè y bằng x bình chia 2 nè Rồi đi lấy x bằng 0 nè à, Giữa cùng nè Giữa nha Rồi đếm sang bên uh, phải hai con Đếm sang bên trái hai con Ví dụ như đếm sang bên phải là con uh, 2 với con 4 đi nha, Cho nó đẹp nha. Bên trái là 2 trừ 4 Rồi khi x bằng 0 thì, thì y bằng 0 chắc rồi Đồng ý chưa à, Khi x bằng 2 đẩy vô 2 bình chia cho 2 À 2 bình bằng 4 4 chia 2 được 2 2 đây Ok Khi x bằng bằng 4 thì đẩy vô mình sẽ được là à, 4 bình chia 2. 4 bình là 16, 16 chia 2 được 8. Ok chưa? Rồi, test. Trừ 2 nè, 2 nè. Khi x bằng trừ 2 thì đẩy vào. Đẩy vào con y. Con y á, nó sẽ bằng là trừ 2 tất cả bình nhá Trừ 2 tất cả bình nha Chia cho, chia cho 2. Trừ 2 tất cả bình mũ chẳng, dấu trừ mất. 2 bình 4, 4 chia 2 là 2 quá ngon. Đây 2. À, trừ 4 đẩy vô. Y bằng trừ 4 tất cả bình. Chia cho, À, tương tự như vậy. À, bình phương muốn tránh cho dấu trừ mất 4 bình phương là 16, 16 chia 2 là 8. lần cạnh đào. Ok chưa? Yeah. Rồi vẽ thôi. Rồi ok. Đi um, chấm điểm nè. À 0 không nè. Góc tọa độ 22. 2. 2 đây. 2 đây. Ok. 48. 4 đây. 2 4 6 8 đây. Đấy, điểm này đây. Tương tự như vậy, tố xứng qua. Trừ 2 đây. Điểm này đây. Rồi trừ 4. Rồi, 8. Đấy, còn hết chưa? Ok vẽ nào. hãy ok chưa? bà là bùn mình đấy. À ok chưa? Mấy đứa cần phải coi được coi. Là Ừ. Đây. Đấy OX. oy Có hết chưa? Ok chưa? Rồi thứ hai, đã chú thích được cái đường nó mình vẽ chưa? Đấy. Thứ ba Cái số liệu nè Số liệu quăng lên Nhớ quăng hết toàn bộ số liệu lên Ok không Đấy. Đấy. Đấy những thứ mà mình hay bị trừ điểm Đã. Rồi ok Cô B nào Câu B Cho đồ thẳng D bằng Y bằng 5 x a 5 phần 2 x 2 Tìm tọa độ giáo điểm của P và D Easy game Mình sẽ dùng phương trình hoàn độ giao điểm chính là đi lấy thằng này x bình phần 2 bằng với này ừ. x bình phần 2 bằng với 5x phần 2 trừ 2 ok rồi đơn giản đây là phương trình bậc 2 nha đứa nha đây là phương trình bậc 2 chuyển hết toàn bộ bên trái lúc nào cũng vậy hết Vậy mình sẽ ra x bình phần 2 trừ 5 x phần 2 cộng 2 bằng 0. Ok. Đi tắt bằng máy tính cho nó ngon nhé. À. Và đậm chí thầy thấy là có một số uh, trường, một số thầy cô cho bấm thẳng máy luôn. À, ra thẳng đáp án luôn. Ok. Giáo viên cho thì mình cứ làm thôi mấy đứa ha. À, rất easy. À, rất là easy. Nào. 1 phần 2 nè. 0 1 phần 2 nè. Trừ 5 phần 2 nè và cộng 2 nè bập bập đấy 4 4 với lại 1 ừ, 4 với 1 vậy là x trừ 4 đúng không lấy ảnh x trừ cho nghiệm nghiệm của mình 4 với 1 nhân với x trừ 1 đấy không? ảnh x trừ cho nghiệm rồi phải nhân với hệ số bậc 2 ở ngoài chính là 1 phần 2 à, chỗ này là 1 phần 2 đó nha ok chưa yeah. hệ số là 1 phần 2 đấy rồi bằng 0 thôi à, vậy là đi làm phương trình tích x trừ 4 bằng 0 hoặc là x 1 bằng 0 hay nó khác đi x bằng 4 hoặc là x bằng 1 ok chưa yeah. mà nếu mà x bằng 4 x bằng 1 đó thì thế ngược lên tìm y y bằng thế vào parabol uh, chẳng hạn parabol của mình là gì parabol của mình chính là x bình phần 2 à, x bằng 4 bình phương là 16 16 chia 2 8, 8 nè à, uh, x bằng 1 cũng thế vào cục màu xanh luôn Vậy là 1 phần 2 đúng không? 1 bình mà Vậy là y bằng 1 phần 2 Từ đó mình sẽ đi kết luận Vậy Sao điểm Là uh, 4 8 Và 1 1 phần 2 Ok guys à, Con làm chưa? Con làm hết chưa? Đấy Rõ ràng chưa? Ok, 48 1 1/2 phần 2 nha. Ừm. Uh -huh. Ok. Đấy, ngon lành. Đúng không nhỉ? Rồi làm tiếp thôi. Làm tiếp thôi, bài 3. Bài 3 cho phương trình x bình cộng cho 2m 1x cộng cho m bình trừ m bằng 0. À đó là phương trình thứ nhất. m tham số nghĩa là x là ẩn nha, x là ẩn số. À chứng minh phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt. Khá là easy mình sẽ dùng tính chất của delta mình làm thế thôi tính chất delta Đấy, chạy dữ vậy đâu để phương trình có hai nghiệm phân biệt ừ, thì mình cần xét hai thứ thứ nhất a phải khác không đúng chưa À, hệ số a mà bằng không một cái làm sao mà còn là phương trình bậc hai nữa đúng chưa rồi thứ hai delta phải phải lớn hơn không luôn à có hai chữ phân biệt nha cứ có gặp hai chữ phân biệt như thế này thì delta phải lớn hơn không không bằng không được delta không bằng không được nha bằng không ra nghiệm kép làm gì mà có hai cái phân biệt được đúng chưa rồi a là bằng mấy a bằng một một ở đây nè đúng chưa vậy thôi một khác không quá ngon Đúng, quá đúng. Đấy, bây giờ delta nào. Delta b bình trừ 4ac. B đâu? B là 2m 1 nào. Đúng b bình trừ 4ac. -4 nhân cho 1 ở đây, khỏi nhân. Rồi nhân cho c ở đây. Vậy là m bình trừ m. Đấy, lớn không? không? Nhớ. Đóng ngoặc mà ngoặc cho đang ngoan ha. À. À, mấy đứa toàn là quên cái vụ mà đóng ngoặt mà ngoặc xong mà tự nhiên làm chặt không à đi khai trị thẳng thức ra khai trị thẳng thức ra mình sẽ có à, 4 m bình đúng không 4 m bình trừ 2 nhân 2 đó là trừ 4 trừ 4 m cộng 1 rồi bên này nhân vô luôn trừ 4 nhân vô 4 m bình cộng 4 m lớn không ô hay chỗ này triệt hết rồi chỗ này 4 m bình trừ 4 m bình mất 4m cộng 4m mất luôn vậy là chỉ còn sót lại số 1 1 mà lớn hơn 0 nghĩa là điều luôn đúng ok ừ, luôn đúng luôn đúng với mọi m đúng chưa luôn đúng với mọi m rồi mà delta mà lớn không luôn luôn lớn không với mọi m thì chắc chắn một trăm phần trăm luôn vậy phương trình 1 sẽ có hai nghiệp hai nghiệp phân biệt ừ xong. đấy đơn giản a à, mình cần phải ghi với mọi m đó cho nó ngon lành với mọi m ok xong cô a easy game chưa ừ, khá là easy game à cô b tính tổng và tích hai nghiệp ok đây là vs chứ gì nữa nhá, yeah, đây là lý cho rằng Tổng của hai nghiệp S bằng x1 cộng x2 bằng -b chia chia a. Chịu -b là như vậy, Chịu -b là ha à, là, là là b là 2m 1 đúng không? Mà -b nữa. Cho nên mình đổi dấu, 1 2m thôi thôi, 1 2m nhá. A còn 1 thôi khỏi chia. 1 2m. Nhớ mấy đứa kể phải đổi dấu nha. 2m-1 là thêm trừ vô Đổi dấu là ra trừ 2m cộng 1 à, nhớ lấy ok chưa nhớ đổi dấu rồi P P P P P là x1 nhân -X x2 bằng C chia A C chia A là gì vậy A 1 rồi khỏi chia C là cục đằng sau M bình cộng à, M bình chia M M bình chia M ok rồi bây giờ mình xử lý cái trò à tính tổng của hai nghiệm xong rồi cần gì mình xử lý gì nữa xong rồi đúng không mà bình trừ m 1 trừ 2 m hợp lý rồi ok nói luôn nè cô xe với câu xử lý này ha. đúng chưa Cô xe này cứ vừa cứ, cứ đưa vào vs là ngon lành đúng chưa à tìm em m để phương trình một có hai nghiệm x 1 x hai thỏa hệ thức thì mình đã có cái điều kiện là à, có hai nghiệm phân biệt khi nào khi M vô tử M thuộc đúng không với một m với mọi m đấy nên thôi mình cứ thế mình chơi thôi không cần phải quan tâm đen tay cái gì hết và đi làm Vs này lên luôn à, mà cô B bây nó đi làm Vs sẵn rồi đúng không cứ thấy lấy mà làm thôi ta có x1 bình cộng x2 bình trừ 5x1 x2 bằng trừ 59 ok chưa yeah. yeah. rồi đây chính là S bình trừ 2P. Đúng chưa? S bình trừ 2P. Còn đây. Đây. Đây chính là là P chứ gì nữa. Đúng không? Vậy là trừ 5P. Cộng cho. À, bao nhiêu đó nhỉ? Cộng cho 59. Chuyện qua luôn. Ok chưa? Ừ, rồi bây giờ có S có P ở trên rồi kìa. Quăng xuống. Quăng bú xô xuống. S bình. S bình nghĩa là. S bình nghĩa là 1 trừ 2M tất cả bình Trừ 2P này Trừ 2P này với trừ 5P là trừ 7P nha Cho nó gọn gàng Trừ 7P à, Cộng 59 bằng 0 Bây giờ giải cái trừ 7P nè À đi khai triển nó luôn 1 trừ 4M Cộng 4M bình Đấy trừ 7P cái này trừ 7 nhanh cho M, à, M bình trừ M Đúng chưa Cộng 59 bằng 0 Đấy ổn áp chưa Bây giờ đi khai triển rút gọn là xong. Trừ, uh, 4 m bình trừ 7 m bình là trừ 3 m bình. Đấy. m 7. À vậy là bao nhiêu nè? Cộng 7 cộng 7 với trừ 4 là cộng 3, cộng 3 m. Ok. Với lại à, uh, 59 với 1 là 50 à, 60. 60 m. Đấy, ổn hết chưa? Ừ, bây giờ mình chỉ cần đi Bấm máy cái phương trình bậc 2 ấy là ngon Đúng không Bấm máy nó bấm máy, tắt thôi à. Chữ 3 này 3 này 60 này 5 với chữ 4 À hành quả M bằng 5 M bằng chữ Chữ 4 Ok 5 với chữ 4 Động đáp chưa à, Mình không có điều kiện gì hết nha cứ để yên đấy chẳng có gì hết thứ để yên đó ừ rồi tiếp luôn bài số 4 trong một dịp khuyến mãi nhiều mặt hàng của siêu thị được giảm giá ok trong đó siêu thị giảm giá 20% đối với mặt hàng quần áo giảm 10% đối với mặt hàng sữa các loại ok Nhân dịp chương trình khuyến mãi này, thầy Trung đã mua một bộ quần áo và một thùng sữa hết tất cả 976.000 đồng. Biết giá ban đầu của bộ quần áo khi chưa khuyến mãi là 860.000. Vậy giá ban đầu của thùng sữa khi chưa chuyển, à, khi chưa khuyến mãi. Ok. Thế thì mấy đứa có thể gọi ít vô, gọi một ảnh vô. Hoặc là um, hoặc là coi hoặc là đi làm theo kiểu lớp 7 lớp 8 này. Đúng không? Mình chỉ, mình dùng công thức thôi, chẳng gì hết đâu siêu thị giảm giá hai phần trăm Rồi Ơ à, Thế thì cái 976 này à, 76.000 đồng này là cái gì vậy 976.000 đồng chính là Tổng số tiền Một bộ quần áo Và một thùng sữa Sau khi giảm giá Ok không à, Cái cục màu vàng là sau khi giảm giá nha Rồi Tiếp tục nè đề cho giá niêm yết của một bộ quần áo là 860.000 đồng Ok Vậy đơn giản thôi bây giờ mình sẽ đi tìm uh, uh, giá giá sau khi giảm uh, bao nhiêu phần trăm ta bộ quần áo bộ quần áo vậy là 20 phần trăm rồi ừ, rồi đi liền nhá đi, đi liền đi liền nhá đầu giá giá của bao nhiêu ta một bộ quần áo hả đúng rồi giá của quần áo đề cho 860 là chưa khuyến mãi đúng chưa à, chưa khuyến mãi vậy giá của quần áo sau khi khuyến mãi Đấy, rồi à, ok Đó thế thì à, Mình sẽ lấy giá ban đầu là 860 à, là Giá niêm yết giá niêm yết là giá ban đầu đó, 860 nghìn này đem nhanh cho một trừ cho bao nhiêu vậy giờ thùng à không quần áo quần áo là giảm 20% phần trăm nữa, đúng chưa trừ 20% phần trăm đi đấy đáp án đáp án sáu trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng đó là giá của quần áo sau khuyến mãi ok bây giờ mình sẽ đi tìm giá của cái thùng sữa sau khuyến mãi ok không sau khuyến mãi nha rồi giá của ừ, giá của thùng sữa sau khuyến mãi ừ. Ok, thì dễ thôi ừ. Mình sẽ lấy gì nha Mình sẽ lấy 976.000 Đem trừ bớt đi Giá quần áo sau khuyến mãi Là 688.000 Mới tìm được rồi Nó bao nhiêu tiền đây ừ. Bấm đây cho nó khỏe 976 Trừ 688 Bập 288 1 đồng Vậy Mình đã có giá của thùng sữa sau khuyến mãi rồi Mà một thùng sữa ấy Nó Được giảm giá 10% Đây 10% này. Đúng giờ 10% Vậy bây giờ đi tìm giá ban đầu của uh, Hộp sữa thôi Của thùng sữa thôi Đúng không Giá Ban đầu Của thùng sữa Ồ oh. Ừ, ok giá ban đầu thùng sữa đi lấy đi lấy giá thùng sữa sau khuyến mãi là 288 000 đem chia cho à, thùng sữa đâu thùng sữa là giảm 10 phần trăm trừ cho 10 phần trăm bao nhiêu đây Ok, 320.000 à, 320.000 Ừ. Rồi, 320 000 Đồng Đấy, vậy À, cái đoạn vô Vậy, thùng sữa Thùng sữa Chưa khuyết mãi Là 320.000 Ok chưa yeah. thoải mái ngon lần 320.000 nhé ừ, 320 Rồi bài luôn Easy Ok bài năm Cô Nhung mua 100 cái áo với giá Mỗi cái là 200.000 đồng Cô bán 60 cái áo, mỗi cái áo lãi 20% so với giá vốn. 40 cái còn lại thì cô bán lỗ vốn 5%. Hỏi việc mua và bán 100 cái áo như vậy á thì cô nhung lãi bao nhiêu tiền? Ồ oh, đề đề cho là lãi hẳn luôn nha chứ không có đề không có hỏi lãi hay là, hay là lỗ đúng không? À đề cho lãi hẳn luôn. À, mà buôn bán như thế thì phải lãi chứ, buôn bán mà lỗ thì căng nha đâu cái tiền vốn nó mới được cái giá vốn này à, giá vốn này chính là 200.000 đồng 200.000 đồng là giá vốn nha Ok à thứ nhất thứ hai là gì lãi 20% phần nghĩa là tỷ lệ tăng à, thằng này là tỷ lệ tăng so với giá vốn 20% phần trăm thứ ba là lỗ bán lỗ vốn 5% trăm là nghĩa là tỷ lệ giảm à, toán tỷ lệ giảm so với cái 200.000 đồng đó Ok. Vậy bây giờ mình chỉ cần tìm tổng số tiền của 60 cái áo đầu tiên à cái 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 60 cái áo là cái uh, tiền mà lãi rồi đó. À, cái tiền lãi 20% á. Cộng với lại số tiền bán 40 cái áo còn lại. Nếu như mà cái số tiền đó, cái tổng số tiền đó mà lớn hơn 2 triệu thì nghĩa là cô dùng lãi ok và muốn biết bao bao nhiêu lãi là lãi bao nhiêu tiền đấy thì lấy tổng số tiền bán trừ cho tổng số tiền vốn là xong đúng không tại sao hai triệu ra vậy đơn giản thôi thì một trăm cái áo mà đúng không một trăm cái áo mỗi cái áo hai trăm nghìn thì à không của hai 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 triệu hai chục triệu ta à hai trăm ừ hai hai chục triệu chứ nhỉ ồ oh, thầy sorry à, sorry sorry nhầm thiếu con số 0 mất tiền thiếu con số 0 20 triệu mới đúng nhỉ Ok 20 triệu mới đúng rồi ừ. rồi bây giờ đi, đi, đi tìm những cái tiền đó đầu tiên là tìm tổng tiền vốn này ừ. tìm tổng tiền vốn tổng tiền vốn tổng tiền vốn là à, mình sẽ lấy 100 cái áo này đem nhân cho 200.000 mỗi cái áo vậy là à 2 này, 1 2 3 4 7 số 0. Đấy, 7 số 0. Ồ, vậy 20 triệu rồi. 20 triệu đồng. Ok, một nữa, tiếp tục. Đi tìm tổng số tiền 60 cái áo à, tổng tiền bán 60 cái áo đầu tiên thì như đã nói đó chính là tỷ lệ tăng đúng không lãi 20 phần trăm là tỷ lệ tăng tăng 20 phần trăm lên rồi vậy là lấy một cái áo là 200.000 nè à. đem nhân cho số áo là 60 cái áo rồi nhân cho một cộng cho 20 phần trăm đấy lời mà lời tỷ lệ tăng lời là tỷ lệ tăng tỷ lệ tăng thì phải nhân cho một cộng 20 phần trăm nha đâu 20 nè à 200 chứ nhỉ 200 000 nhân 60 Rồi nhân cho 1 cộng 20 phần trăm Bập Rồi bao nhiêu tiền đó nhỉ 14 triệu 400 14 triệu 400 Đấy Ok tiếp tục nào đi tìm tổng tổng tiền bán 40 cái áo cứ, à, còn lại lấy số tiền đơn giá 200 000 nhân cho 40 à, lỗ vốn lỗ vốn tỷ lệ giảm 1 trừ cho 5 phần trăm bớt đi Đấy, là ra được tiền bán 40 cái áo bao nhiêu đây bảy ừ. triệu sáu nhá bảy triệu sáu bảy triệu sáu ok vậy thì đơn giản thôi lời lời bao nhiêu vậy ta bảy triệu sáu à lời cỡ hai triệu mới đó à à mình sẽ tìm được tổng tiền lời Tổng tiền lời lấy tiền bán áo À 14 triệu 400 nghìn Cộng cho 7 triệu 600 nghìn Ok thì nó bằng bao nhiêu 22 triệu À rất rõ ràng nha Đúng chưa Đúng rồi 22 triệu nha Đâu Rồi sau đó mình sẽ đi tìm À, số tiền lãi sáu à, tiền lãi nhá. à, vậy à chưa số tiền cô nhung lãi nha cô nhung lãi chính là lấy tổng tiền à, lấy tổng tiền bán áo oh my god đây không phải tiền lời sorry sorry không phải tiền lời căng vậy đây là tổng tiền bán áo chứ nha đúng không tổng tiền bán áo Lấy tổng tiền bán áo là 22 triệu nè đem trừ cho đem trừ cho tổng tiền vốn là 2 20 triệu đúng không? Ồ, oh, là ra bao nhiêu? Ra 2 triệu đồng. Đó, yeah. bằng 2 triệu đồng. Đấy. Và rõ ràng là cô nhung lãi 2 triệu. À nhớ cái luận vô. Vậy cô nhung lãi 2 triệu Ok Thấy thế sao Easy game Để hỏi Việc mua bán như vậy là Cô Nhung lãi bao nhiêu tiền Thì rõ ràng mình đã tìm được rồi là 2 triệu rồi Đúng không? Lãi 2 triệu Ngon lành rồi Ừ 16 luôn một cái bánh hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5 cm. Chiều cao 9 cm được đặt thẳng đứng trên một mặt bàn. Một phần của cái bánh đã bị cắt rời ra theo bán kính OA và OB. Ok, rồi. Và theo chiều thẳng đứng từ trên xuống à, từ trên xuống với góc à, AOB bằng 60 độ, góc này bằng 60 độ. Ok tính thể tích phần còn lại của cái bánh sau khi bị cắt. Ừ, hay đấy. Kết quả làm tròn đơn vị cm. Làm tròn đến hàng đơn vị rồi ok. Uh -huh. Ok. Dễ mới đưa ơi. Muốn tính thể tích phần còn lại thì mình sẽ đi tính V còn lại nó sẽ bằng V của nguyên cái khối bánh hình trụ lớn luôn. Đem trừ cho V mà cái phần bị cắt đi. Đấy, phần mình cắt đi. Ok chưa? Rồi. Và V trụ ý gì rồi nha? À, V trụ công thức là gì? V trụ là bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Đúng không? Mà diện tích đáy là gì vậy? Diện tích đáy chính là diện tích của hình tròn. Cho nên V trụ sẽ bằng bi r bình nhân chiều cao. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Rồi, tìm liền nha tất nha. V trụ thể tích thể tích của trụ đi lấy b r bình b nhân r r là 5 nhá đúng không là bán kính là bằng năm mà để cho nhá bán kính là bằng năm nè à b r bình nhân với nhân với h đúng không h là 9 nè Đấy, bao nhiêu vậy nhỉ 225 ok 225 b à, đừng làm tròn nha đừng làm tròn làm tròn đẹp bằng cuối cùng thôi nha 225 b cm khối ấy đó là thể tích của trụ bây giờ đi tìm thể tích bị cắt à mà cái v cái v của nhiệt thể tích vát cắt này à, v cắt nó sẽ bằng gì vậy Diện tích đáy nhân chiều cao luôn ok không nhỉ tích đáy nhân chiều cao luôn mà chiều cao là gì vậy chiều cao chính là 9 cm rồi vậy bây giờ vấn đề là diện tích đáy rồi diện tích đáy chính là cái diện tích phải bị cắt đi mới được à là diện tích này nào À, đây, đây vẽ vẽ dưới đi dưới cho nó khỏi đây 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 phần này đấy phần này là phần bị cắt đi rõ ràng. ừ tìm vị tất tất thế nào mình tìm bằng cái 60 độ nhé à, tìm 60 độ này nhé nguyên một vòng tròn nguyên một vòng tròn nó có đâu được rồi? nguyên vòng tròn là có cái dây AB với lại à, xin lỗi dây OB với dây OA B đây O đây A đây đấy ok giờ mình phần mình cần tìm là tìm cái gì vậy tìm diện tích này nè có đồng ý không tìm diện tích này đây chính là diện tích của của cái phần bị cắt dạ yeah. rồi tìm nó tìm bằng sao dễ lắm tìm bằng tam suất tam suất là quỷ yêu như vậy à một vòng tròn 360 độ sáu oh, 360 độ là nó quét nguyên một vòng tròn à, Và nó tạo nên một cái hình tròn Có diện tích Diện tích là diện tích của hình tròn nha à, Diện tích hình tròn Là bằng B R bình Đúng chưa? Bảo đảm sẽ có thứ này nha à, Tại vì R là bằng 5 kìa R là bằng 5 rồi Rồi Cái góc Chính xác là cái cung AB Cung AB nhé Cung AB Chính là bằng 30 độ vậy? Chính là bằng 60 độ à, với cái 60 độ này sẽ ứng với là cái diện tích cái diện tích màu đen này nè đấy là bao nhiêu Thế thôi ok chưa à tại sao cung AB mà 60 độ vậy rất dễ thôi. cái cung AB à cung AB là được tránh bởi cái góc ở tâm AOB đúng chưa ok chưa AOB đấy thì rõ ràng góc ở tâm là 60 độ nó phải bằng đúng cái số đo cung AB luôn không sai đâu à, bỏ lại bằng nên là cung AB 60 đúng rồi yeah. và diện tích này tìm thế nào diện tích này diện tích của cái hình quạt OAB đấy đúng không à nó sẽ là bằng um, lấy 60 này nhân cho B R bình R là bằng 5 nha em chia cho 360 đấy đây chính là cái diện tích của cái quạt OAB là như thế à rồi lấy cái diện tích đó đem nhân với chiều cao của của trụ là 9 thì mình sẽ ra là v cắt sẽ ra là thể tích bị cắt đi ok nha làm nè thể tích thể tích bị cắt bỏ mình sẽ có ừ, um, diện tích đáy Nhân chiều cao diện tích đấy chính là 60 bi Nhân 5 chia cho 360 Đấy, đấy là Diện tích đấy, đây nhân chiều cao Chiều cao chính là 9 cm Ngoan lần chưa à, Bấm thật ra, bấm ngoan lần ra 9 nữa Bập 15 bi chia 2 À 15 pi chia 2. Xăng thì mét khối. Ok. Bây giờ <laughs> trừ phát là xong. Đúng không? Còn áp chưa? Ồ. thầy nhầm rồi. Cái chỗ này cầm bình phương mới rồi. Cái này là 5, 5 bình nha. tại vì diện tích hình tròn là bằng bi. Bi đây. Bi R bình. À, bi bình. Đây diện tích hình tròn là cùng một vàng đấy cần phải đi tính lại một tẹo tính lại cục này chắc là cũng phần 2 đấy à thêm năm bình vô đây bình bụp ok 75 phần 2 75 bi phần 2 cm khối rồi bây giờ đi tìm thả tích còn lại anh không đây cân thật còn lại này thả thích còn lại chính là đi lấy thể tích trụ 225 b trừ do thể tích bị cắt bỏ 75 b chia 2 bằng. Đấy, đây là chính là cái thời khắc mình sẽ làm tròn nè, đúng không 225 b trừ cho 75 b phần 2. hợp 375 phần 2 bình à, làm tròn lộ bụp thì nào nào đây chứ đây chứ 589,04 làm tròn đến hàng đơn vị à hàng đơn vị là số 9 nè cho nó số 9 nè à. thì cái số đằng sau là số 0 Ở mình không cần phải cộng 1 vô à quá sướng rồi vậy là Ui, bao nhiêu quên bố rồi 589 589 ok 589 à sắp xỉ nha sắp xỉ nha cm khối. Vậy thể tích còn lại chính là 589 cm khối. Xong. Ok giờ à, ngon lành chưa? hãy nó như thế, đến thế phải đó. Tôi nhẹ vậy thôi. Ừ, bài này bài này nó có những thứ gì cần nhớ thứ nhất à, tam suất để tìm được diện tích quạt ok không à, cái diện tích mà cái cung ab nó nó khoanh ra thì gọi là diện tích quạt ok rồi còn gì đâu không nhỉ uh -huh. hết rồi đấy hết rồi đấy ngon lành có mỗi cái đó là hơi hơi là lạ tẹo đúng không còn những thứ kia là rất là ngon lành à, thể tích của trụ này rồi diện tích lá 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 ok ừ, nó vậy rồi năm trăm tám mươi chín sàn máy khối ok tiếp nhé Ok. Thế thì có tam giác ABC nhỏ, AB nhỏ là C nội tiếp đường tròn tâm O có hai đường cao BE và, và CF. Ok. Rồi, cắt nhau tại H. Rồi tia -AH cắt uh, BC tại D. À, câu A chứng minh góc AFE. Ok, bằng với góc AHE nha. Ok, thực ra là rất là dễ luôn đó. À. thì mình cần chứng minh tứ giác nội tiếp. Cụ thể là tứ giác A F H E đồng ý chưa? À. Thế thì khi mà nó nội tiếp thì bảo đảm luôn cái góc A F E nó phải bằng góc A H E tại vì hai góc đó nhìn cạnh A e trong tứ giác A F H E nội tiếp đúng chưa? À, đi làm liền nhá. Thì đi chứng minh A F H E nội tiếp là chuyện con nít. Đúng không? Rõ ràng hai hai góc đối bù nhau. Ok. À, mình có à, tứ giác AF HE có thứ nhất là góc AFH AFH nó bù với góc AEH hai đứa cộng lại là bằng 180 độ rất là ngon lành đúng chưa từ đó phán tứ giác AF HE nội tiếp ok giờ yeah. ừ. khi mà nội tiếp rồi thì chắc chắn một trăm phần trăm luôn góc afe phải bằng với góc ahe tại vì nó cùng nhìn cạnh ae mà cũng chưa rồi một đứa một đứa xong à xong ý xong rồi với chứng minh tứ giác afdc nội tiếp afdc thì mình cần phải đi chứng minh con ad vuông với BC tại D. À, nếu mà vuông tại D rồi thì à, à, tứ giác AFDC nội tiếp chứng minh bằng hai góc cùng nhìn một cạnh với góc bằng nhau. Easy game góc bằng nhau với góc 90 đó. Cái cạnh nó nhìn là cạnh nào vậy? Cạnh AC. Ok chưa? À, cạnh AC. Vậy bây giờ mình vướng con D vuông. À, mình muốn chứng minh AD vuông rất cực dễ luôn. Đi chứng minh điểm H là trực tâm của tam giác ABC thì bảo đảm luôn à, con AH nó sẽ vuông góc với BC tại D chắc chắn trăm trăm luôn ok không nha à, chờ nhá đâu thế thì à, à, đi chứng minh trực tâm nha tam giác ABC à, có thứ nhất BE là đường cao đúng không BE là đường cao thứ hai đề cho nha thứ hai con cf cũng là đường cao luôn cf là đường cao hai đứa này cắt nhau tại h be cắt cf tại h cho nên chắc chắn một trăm phần trăm luôn h là trực tâm của tam giác A, B, C Ok, giờ giao điểm hai đường cao đó Mà nếu mình trực tâm thì như đã nói Con A, D Phải vuông góc với con B, C Tại Tại điểm Điểm điểm, điểm D đúng không? A, D vuông góc B, C tại D Hoặc là Khi mà vuông góc rồi ngay lập tức đi chứng minh Thứ giác A, F để C Nội tiếp Làm lên nè Ui À, làm bên đây ngon lành nào rất là ngắn rồi thế là tứ giác AFDC có thứ nhất AFDC góc AFC góc AFC bằng với góc thứ hai là góc ADC đồng ý không ADC thì rõ ràng là hai đứa này đều bằng 90 độ hết định cao chưa à, góc AFC 90 độ là tại vì đường cao còn góc ADC 90 độ là tại vì à, hôm bữa mới chứng minh được là là là, là AD vuông góc với BC mà đúng chưa yeah. rồi phản từ đó phản tứ giác AF DC à, nội tiếp ok xong xong câu A rất ngon lành chưa à thật sự rất ngon lành đấy nào có bê luôn nào gọi m là trung điểm bc Rồi ok. Câu B mình có M trung điểm BC này. Gọi Q là hình chiếu của H trên AM nghĩa là mình có HQ vuông góc với AM tại Q. Ok. Chứng minh AF nhân AB bằng AH nhân AD. AF AB AH AD. Rồi, oh. đi làm tam giác đồng dạng thôi, easy game nhé. À, ra tam giác. Tam giác AFH nhé. và tam giác ABD đấy. Thứ nhất mình có cái góc chung là góc FAH Đúng chưa? Góc FAH Rồi, thứ hai mình có góc vuông Đó. Vuông tại F, và vuông tại D đấy Góc AFH bằng với góc ADB. Rồi, ok. Thay vì cung bằng 90 độ. Đấy, phản tăng giác đồng giác. A trùng A F trùng D D A D A B D A B gọc gọc đấy ngon lành chưa từ đó đi phán thì là đồng dạng rồi phán tích chéo thôi suy ra af chia ad bằng ah chia ab bằng à, af ah fh đúng không fh chia cho db ok giờ nhanh chéo nếu mình sẽ có AF nhân AB bằng AH nhân với AD, chuẩn nha, Đấy, một ý xong, một ý xong, rồi chứng minh bốn điểm BFQM cùng thuộc đường tròn. BFQM đi gì game nhé à, mình sẽ đi chứng minh à, tứ giác nội tiếp, ừ, đi chứng minh tứ giác BFQM à nội tép tại vì sao vậy khi mà bfqm nội tép bảo đảm luôn bốn điểm nó cũng phải cùng thuộc một đường tròn chắc chắn trong phần trăm luôn mình là mình chỉ chưa biết là cái đường tròn nó tâm ở đâu thôi nha nhưng mà chắc chắn trăm phần trăm nó nằm trên đường tròn ok để chứng minh bfqm nội tép này nhá phương pháp là gì đây bfqm ồ oh, nhìn vào hình là mình thấy là tứ giác BFQM nó không có à, không có tam giác vuông à, nghĩa là không có không có đường chéo nha không đường chéo không đường chéo thì làm phải đi đi làm theo kiểu à, hai à, góc trong và góc ngoài đối diện đúng không trong bằng ngoài đối diện mà góc trong góc nào vậy góc trong chính là góc màu vàng nè đây 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 AQF đúng không AQF Ừ, con em gì? Ừ được được AQF Với lại góc nào? A ABM ABM Đấy ok chưa? làm lần chưa? Hai góc bằng nhau Và hai góc ở vị trí quá quá như thế ấy, Thì chỉ có thể làm Tam giác đồng dạng Không chạy được à, là tối đồng dạng Đó chính là tam giác nào nhỉ? Đó chính là tam giác A, f Q, à rõ ràng Tam giác AFQ Với lại tam giác ABM, đúng không Xếp định luôn nhé, tam giác A Q là chung với B À, vậy là AMB À, ok, rồi Mình có gì rồi À, mình, thực ra mình chỉ có góc chung thôi Bây giờ mình đi cặp, tìm cặp cạnh Tướng tỷ lệ xoay góc chung A đó, đúng không Vậy là rõ ràng là à, Cặp cạnh tướng tỷ lệ là, là AF chia cho AM A bằng với AQ AQ chia cho AB và bằng cuối cùng FQ FQ chia MB OK ấy thì có hai cái thằng đầu tiên là hợp đấy. đúng không hai thằng đầu tiên chính là À, cặp cạnh tương tỷ lệ xoay quanh đỉnh chung là định bằng nhau đó, là là đỉnh A đấy à rồi đi ra uh, đi tam giác nữa chúng ta afq afq ráp ngang không được ráp dọc afm afm Ừ, AFM FM AF thua rồi tao không có tam giác AFM Đó, rõ Vậy là không ráp dọc rồi muốn chẳng ráp ngang được Đi chứng minh trùng sàn à, nhanh chéo nhanh chéo nhá, AF nhanh với AB bằng với AM nhân với AQ. ô oh, hay quá, mình đã có sẵn AF nhân AB bằng với AH nhân AD. Đây 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 đây. Đây. Đấy, mình có sẵn rồi, chứng minh rồi mà. Đúng không? Vậy mình chỉ cần, chỉ cần chứng minh gì nữa? Đến đó là AM nhân AQ nó cũng phải bằng A A H nhân AD. là D. Rồi mấy không? À mình cần chứng minh AM nhân AQ bằng với AH nhân với AD đó rõ ràng đúng chưa? cần chứng minh cái thứ đó. À ok cũng dễ cũng khó. Đúng không? Mình ra tam giác AMD với tam giác AQH đó ràng. rõ ràng. Rất rõ ràng nhá. À AQH Ừ. cũng là góc góc thôi góc chung với lại góc vuông tuyệt vời trời rồi rồi có rồi là ngon lành rồi mình có tam giác ahq và tam giác adm có thứ nhất góc chung là góc đỉnh a haq góc chung Thứ hai là mình có góc vuông đúng không? HQ vuông góc với AM góc A H bằng với góc góc định D ADM. Đấy, chọn chưa? Bởi vì cung bằng 90 độ. Cho nên tự nhiên tam giác AHQ đồng dạng với tam giác A giống nhau nè. Quy trùng D Vậy là chỗ này là A H, quy. Rồi AAD Quy D Q trùng với D Vậy là M A, M, D. A M, D Góc góc Từ đó phán Tỷ lệ đồng dạng AH Chia A M Bằng AQ quy. AQ quy chia AD Bằng với HQ chia cho MD. Ok. Làm chưa? dân chéo. Nhân chéo là được. Đúng chưa? Từ đó phán A AH nhân AD bằng với AM nhân cho AQ. Rất rõ ràng, đúng chưa? Cái này là hai đi. Trên đây là một nè, một là một nha. Đấy. Vậy là từ 1 và 2. Ôi, một khúc nữa. Từ 1 và 2. Mình có quyền suy ra. AF nhân AB. Bằng. Bằng nào vậy? Bằng AM nhân AQ đúng chưa? Đấy, ok cái okay. rồi bây giờ mình có thể đi chứng minh tam giác afq với là tam giác abm rồi đúng không tam giác afq và tam giác a afq abm có thứ nhất quăng tỷ lệ xuống af chia am Bằng với A quý Chia cho A B Đúng chưa Đấy Một cái à, Chúng mình trên đi Góc chung là góc đỉnh A F A, quý Là góc chung Từ đó phán Tam giác A F, quý Đồng dạng với tam giác A B M Đấy Hay chưa AFQ Công dạng với ABM Ủa à, khoan khoan AFQ AMB mới đúng Sorry Xếp sai định rồi AMB mới hợp lý Đấy ừ, Từ đó mình phán được góc Q bằng góc B Góc A Q F Bằng với góc A B M à, à thằng này góc góc này tôi đã phán tứ giác tứ giác nào b f g a à, xin lỗi bfq f q, q, q nội no tép ok chưa đấy cô bé đấy ngon lành chưa ừ ấy có vẻ rất ngon lành. Uhm. Ừ. À mình có thể nhét nháp, nháp ra mình đứt. À, đừng sợ, nhét nháp ra. Nhét nháp, nháp ra tự nhiên cái bài nó ngon lành. Đó. À. Rồi. Thụt xe luôn. cây xe vẽ đường kính ak của đường tròn tâm o vẽ đường tròn đường kính ah à, có nghĩa là mình lấy trung điểm của ah xong rồi mình vẽ bán kính là cái đoạn nhỏ nè, à, quay một phát mình sẽ chắc chắn 100% phần trăm mình sẽ đi qua điểm e là một nè điểm h là hai nè điểm f là ba nè à, và một điểm nữa ở chỗ này à, điểm này điểm s nhá à, để nó là cắt đường tròn tâm o tại s à, s ở đây Ok chưa? Rồi. Chứng minh M trung điểm của HK và ba đường thẳng AS, HQ, BC đồng quy. Ok, rồi. Bây giờ đi bàn ví dụ mà M trung điểm HK trước nha. Rồi. <laughs> Này nhá. Muốn chứng minh M trung điểm HK thì mình sẽ đi chứng minh hình bình hành nhá. À một cái hình bình hành khá là quen thuộc ở đây. À, hình bình hành HC k b ok Đấy. Và cách chứng minh hình thành này là chỉ có duy nhất một cách thôi. Không còn cách nào khác luôn. À đó là hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Ok. À, đi làm liền nha, đi làm liền nha. Nào, rõ ràng là mình có cái uh, tam giác ACK nội tiếp đường tròn tâm ô Ừ. Uhm. nội tiếp, mình trong tâm ô, có, có con nào, có con AK là đường kính. Từ đó mình có quyền phán tam giác ACK vuông, vuông tại C, rõ ràng vuông tại C đúng không? Vuông tại C. Rồi một cái, OK chưa à cái thứ hai Thứ hai là mình lại có cái tam giác a bk à cái hình nó hơi bị rối mắt một tí nha chà yeah. nếu mà căng thiệt tam giác a B, k, ừ. hình là một tí đi đấy ok đấy hình vậy cho nó sướng ừ. rồi tam giác <laughs> mình lại có tam giác A ABK đúng không? ABK nội tiếp đường tròn tâm O có con AK là đường kính luôn. Từ đó mình sẽ phán uhm. tam giác vuông vuông tại B. Ok. Ừ. Mình sẽ đi uh, chứng minh hai cặp đối vừa song song nhá. À hai hai cặp cạnh đối song song chứ nhỉ? Hai cặp cạnh đối song song này nhá. Mình có là BH vuông góc AC nó rõ ràng đúng không? BH vuông góc AC. À. Rồi. Thứ hai là gì vậy? À BH vuông góc AC là tại vì uh, à rồi coi coi tại vì đường cao đúng không đây đây giả thiết giả thiết thứ hai là mình có ck vuông góc với ac luôn ck vuông góc ac mở chứng minh xong đúng không Tâm giác vuông mà tam giác a ck vuông tại c ok rồi từ đấy mình có quyền phán bh và ck song song nhau một được ok cái này số mấy ta chắc cỡ số 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 năm số quá yeah, số năm nè à Đấy. ok giờ rồi lại đi chứng minh uh, song song tép uh, bh xong rồi đúng không mình sẽ có kb kb vuông góc với với ab đúng không mình mới chứng minh xong đấy tam giác akb Vuông vuông tại B đúng chưa? bây giờ vậy là thêm cái nữa là con um, B KB, con CH đúng không? CH cũng vuông với AB nốt, tại vì để cho đường cao á đúng không? Dạ hết. Từ đó phản KB sẽ song song với CH rất rõ ràng đúng chưa? Dạ? Đây là số 6 O mà hai thằng đó song song và tự nhiên ra được hình bình hành ngay lập tức luôn từ 5 và 6 suy thẳng hình bình hành B H C K B H C K là hình bình hành tại hình bình hành thầy ghi tắt nha ô mà con M ấy Con M là trung điểm của đường chéo BC C M, chứ đúng không mà con M là trung điểm của con bc à, cho nên chắc chắn một trăm luôn là sao nhỉ là con m cũng phải là trung điểm của con đường chéo thứ hai chính là con hk Đấy. hay nói cái khác đi à, con ba điểm hmk thẳng hàng cái okay, rồi tiếp nè bây giờ mình sẽ đi chứng minh thêm s k thẳng hàng à, là tự nhiên mình sẽ có bốn điểm shmK thẳng hàng tắt luôn ngon lành chưa ok chưa rồi đi chứng minh s k thẳng hàng nó easy à, rất là easy luôn à lại một lần nữa mình lại có cái tam giác asH s nè à, tam giác a s đây à, tam giác ASH là tam giác nội tết luôn đúng không nhỉ nội tết đường tròn đường kính AH yeah. đúng à, ngon lành chưa cái bảo đảm nó vô tại S luôn không chạy được ok không nhỉ à, đào lên nhá đào lên nào mình có tam giác ASH vuông tại à đâu no, nội tiếp chứ nhỉ sorry Chứa vuông, vuông cái thứ mình cần suy ra Nội thép Nội thép đường tròn Đường kính, à đường tròn, đường kính thì ghi tắt nhé Đường tròn, đường kính À, AH nhỉ Đấy, chắc chắn là ta nhắc vuông luôn, đúng không À, SH Vuông tại đầu Vuông tại S à, Mà cũng y chang như vậy luôn Mình lại chứng minh được SK cũng vuông Đúng chưa SK cũng vuông với AS thôi nè ASH vuông tại S đúng không Thì từ đây uh, suy ra thêm một cái Đi cho nó rõ ràng Con SH còn SH sẽ vuông với Con AS Tại Tại điểm Điểm S Đúng chưa Đấy Ok chưa ừ. Rồi mình lại có y chang như vậy ui, ui toàn là tam giác nội tiếp không luôn tam giác ask nội tiếp đường tròn tâm ô có đường kính là là ak có ak là đường kính cho nên vốn lại tam giác vuông tiếp tam giác ask Vuông tại con S đúng chưa à, từ đó phán SK SK vuông góc với với AS tại SO ác liệt chưa ác liệt chưa Đấy. hai đứa này cùng vuông góc với AS thì tự nhiên SHK phải thẳng hàng à, số mấy ở à? À, đây là số 7 nè đúng không đây số 8 nè Đấy. quá ngon chưa ngon chưa từ 7 và 8 là mình có quyền phán S H K thẳng hàng. Ok chưa? Yeah. À, từ đó là mình lại phán tiếp con S nè, con H nè, con M nè, con K nè, ba đứa à bốn đứa này thẳng hàng tất. Đó, ok chưa? Yeah. thẳng hàng nha. Ồ mà nếu mà thẳng hàng thì sao vậy? Đấy, đây, đây đây cái chỗ này. Nếu mà thẳng hàng thì mình sẽ có MS là đường cao trong tam giác A, I, M Không biết chưa? À, M, tại vì sao vậy? MS vuông góc với AI mà vuông góc với tại, tại, S đấy Đúng không? Rõ ràng chưa? Thằng hàng, đó, đó là sức mạnh của thằng hàng đó Nguyên một loạt Nó vuông góc hết à, Tiếp tục nè Con AD con AD, con AD vừa mới chứng minh ở trên câu A xong đấy là vuông góc với với IM tại D. Mà hai con MS với lại AD nó cắt nhau cái bụp ở điểm H. Cho nên sao nhỉ? H chính là trực tâm của tam giác A I M. Còn bây H là trực tâm của tam giác A I, M mà nếu mà trực tâm ấy thì đẻ ra đường cao thứ ba đường cao thứ ba đường nào đường cao thứ ba chính là đường IH IH là đường cao thứ ba à. mà nói như vậy nghĩa là sao vậy nghĩa là IH vuông góc với AM ok chưa yeah. à. mà đây cái chỗ này cái magic này à, chỗ này là cái 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 màu nhiệm xảy ra là cái phép cái phép à, cái phép màu xảy ra này. mà con HQ ngay từ ban đầu con HQ nó đứng nó nằm đó rồi con HQ nằm nó từ chiều rồi nhá con HQ nó đã vuông sẵn với lại con AM rồi đúng chưa lúc đầu á ha à, cho nên tự nhiên là IHQ thẳng hàng quá sướng mà IHQ thẳng hàng nghĩa là điểm H vừa nằm trên IQ vừa nằm trên à, à xin, xin lỗi. điểm Y chứ nhỉ điểm Y vừa nằm trên HQ vừa nằm trên AS vừa nằm trên BC tóm lại ba điểm đồng quy tại điểm Y à, ba đường ba đường AS HQ và BC đồng quy tại điểm Y OK giờ ha à. tới đây bắt đầu làm trực tâm kịch cái là ra liền hay tất ngon lành canh đào ngon lành canh đào trời ơi, rồi này nhá rồi à rồi bây giờ đi chứng minh trực tâm thôi Tam giác AIM nha à, Một loạt đó là về nha ngon lên Tam giác AIM Có thứ nhất AD đường cao thứ nhất AD là đường cao Tại vì ngay từ ban đầu là mình đã chứng minh được mà kéo làm tí đi Nó hơi bị Nó bị thiếu chỗ một tẹo Đấy, Ngon lành rồi ngay từ ban đầu mình chứng minh được là Ừm um, AD, AD vuông góc rồi, AD vuông góc với BC tại D. À, một đứa. Thứ hai, con MS là đường cao. <laughs> MS là đường cao. ô vì sao vậy? Tại vì, tại vì con, 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 con ba, bốn đứa fhmk bằng hàng. À. À, và và mình đã chứng minh được là HS vuông góc rồi đúng không? À, vì coi coi, vì HS vuông góc đi, HS vuông góc với lại AI, AI nhé. AI tại S đúng không nhỉ? À, hai đứa AD cắt MS hai đứa này cắt nhau tại tại đâu vậy? Tại H nha, tại H. từ đó mình có quyền phán con H chính là trực tâm, là trực tâm. của tam giác AIM. Từ đây là mình có quyền phán con IH là đường cao hay nói khác đi là IH nó phải vuông góc với với AM thấy chưa? AM. À, nó là đường cao mà nó phải vuông góc thôi. Mà mà con HQ uh, con HQ ngồi chờ từ đó đến từ từ chiều đến giờ đúng không? Từ chiều đến giờ. Con HQ nó vuông với AM tại quy cho nên chắc luôn ba điểm phải thẳng hàng bảo đảm suy ra y h quy thẳng hàng mà nếu thẳng hàng á thì nghĩa là con y nó thuộc đường đường h quy là một đúng chưa à rồi con y à, và con y này cũng thuộc đường đường AS và và đường BC Ngay từ đầu mình đã kéo AS cắt BC tại Y mà đúng chưa? Cho nên mình có quyền phán ba đường HQ AS BC đồng Q tại tại điểm Y. Đấy, xong bài. Quá ngon. Ừ, một cái bài quá ngon. Đấy. à các bạn có yêu bắt bắt đầu đầu vậy đây này, đây. ôi nó cũng dài lắm không có ít đâu, à, tại vì nó đi qua bao nhiêu chặng lượng thứ nhất là mình phải đi chứng minh hình mình hành nè, rồi đi chứng minh mời trung điểm Hk nè, à, rồi lại đi chứng minh ba bốn cái tứ cái tam giác nội tiếp bao nhiêu chặng không biết, đấy ok chị nhỉ à rồi thế là ngon lành này. ngon lành cái đề nhá, à, mới đó vừa mới kinh qua cái đề ôn tập thứ ba của à, toán 9 ok à, câu c thầy nghĩ câu c khá là quen thuộc câu c khá là quen thuộc nó không có nó không có gì lạ hết à, chỉ có tam giác nội tiếp rồi đi chứng minh bhck là hình bình hạnh rồi suy ra m trung điểm hk rồi đi chứng minh tặng hàng đi chứng minh tặng hàng toàn là tam giác nội tiếp hết à, còn trực tâm thì thôi ôi thôi quá quen thuộc rồi à. đúng chưa? à thầy nghĩ câu c bài này không có khó Ừm, ok. Nhưng mà một lần nữa à mấy đứa cần phải luyện làm sao để mà à câu A với câu B mới nó ngon lành, thật ngon lành nhá À ok chứ nhỉ? Đấy, mấy đứa phải coi lại. À mấy đứa phải coi lại. Ok. À, cái hình nó hơi bị cái hình bài này nó hơi bị uh, hơi bị chán chỗ một tẹo. <laughs> ok nè, câu B nè. Ừ, câu B. Đấy. Câu A thôi, quá dễ rồi, câu A ngon lành nhá À rồi mấy đứa có thể để lại câu hỏi dưới comment ừ, Để mà thầy giải đáp nhé à, Hẹn mấy đứa một cái buổi khác Để mà mình dạy một số cái đề thi tuyển sinh nhé À ok ừ, Có lẽ mình sẽ dạy khoảng hai ba đề hai ba đề à, Thầy để coi ráng quét làm sao để mà dành hầu hết tất cả các kiến thức mà mình đã từng học ở lớp 9 Ok em nha Đấy. rồi ok vậy Chào tạm biệt mấy đứa nha à, Chúc mọi người học tốt Bye 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 bye